Trụ nước sạch tại ngã tư Quang Trung, Tràng Thi vắng vẻ, không một người sử dụng. Lý do có lẽ là đây. Dù nguồn nước từ bên trong có sạch đến mấy, thì những hình ảnh này khiến cho những người đang khát cũng phải chùn chân, không dám uống nước. Có vẻ như nước sạch thay vì để uống thì đã được sử dụng cho nhiều mục đích khác. Bên công ty mình lắp đặt cái trụ uống nước trực tiếp này thì một ngày có một người và đi kiểm tra là 2 lần. Thường xuyên là ra vệ sinh đây, các bạn nhìn thực tế đây là mọi người sử dụng rất là không có ý thức. Mặc dù là vòi uống nước trực tiếp nhưng mà mọi người thường sử dụng vào các mục đích khác như là rửa tay này. Rồi người ta ăn uống xong các thứ vỏ quýt, vỏ cam người ta vứt lên hoặc là thuốc lá người ta bỏ vào nên nhìn rất mất vệ sinh. Nhưng cái chủ trương là đúng. Thế còn cái người dân người ta không có ý thức thì là phải nói không tốt. Nhưng mà cái chủ trương là đúng, không ạ? Đấy là tôi ủng hộ. Nhưng mà chỉ có giải thích thế nào nó là không nên. Không nên dùng để rửa tay. Hiện tại, Hà Nội triển khai đặt trụ nước sạch tại 3 địa điểm là chợ Đồng Xuân, vườn hoa Sơn Tây, khu vực ngã tư Quang Trung Tràng Thi và phía trước chợ Hàng Gia. Đây đều là những địa điểm gần trường học, khu có nhiều người lao động qua lại, đã góp phần vào việc sử dụng nguồn nước uống đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên, nếu người dân không có ý thức thì những trụ nước sạch này có lẽ cũng sẽ không tồn tại được lâu.